Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Hôm nay mình sẽ làm clip đi đánh cùng Hồ An, chủ con An Phoenix cùng với phó con An Phoenix tên là Toàn. Toàn chim to nhưng mà lại yếu sinh lý, cùng với một số thành viên ở trong con An Phoenix. Ấy giời, ấy trời ơi, trên tay mình đang cầm khẩu AK-12 VIP, hay còn gọi một cái tên chính xác là AK-12 VIP Iron Spider. Rồi, một thằng sniper đấy. Ngay thì sniper. Cái khi mắc thì cũng phải nói là cũng rất là phê rồi. Quá là phê. Hồi xưa thì mình có làm clip về khẩu này rồi. Mình cũng đã có nêu thông số, thông tin súng các thứ cho mọi người xem rồi. Hôm nay mình được nhận được 10 xu tặng cho 3 ngày. Để lại lôi vào làm clip cho anh em xem. Rồi anh em rủ nhau cái hội đồng ra rào tổng du nó nào. Nhảy, nhảy lên đây. Lên đây, một em headshot rồi. Come on baby. Mày đang ở đâu? Còn một thằng sniper thì sao ấy? Này thì sniper nó chạy rồi. Con này bắn rất là êm. Mỗi khi thấy đạn thì cái dòng điện xanh thì nó lại chuyển sang dòng điện đỏ như thế này này. Cũng có cận chiến đặc biệt. Ôi giời. Mày qua thi trước. Cái thiết kế của khẩu này, cái hoa văn của khẩu này thì nó cũng giống như cái tên gọi của khẩu súng này ấy. Spider thì có nghĩa là kiểu nhện mà. Spider-Man là người nhện thì Spider là nhện rồi. Nào lại tiếp theo anh em dùng rắn lên mây rủ nhau ra nào. Ui giời ơi, đây này thì chết em rồi. Khẩu này nó có một chức năng đặc biệt là mỗi khi chết thì mình sẽ copy được cái súng của đối thủ, và trận sau thì mình sẽ dùng được cái vũ khí mà đối thủ đã dùng để giết mình. Ví dụ thằng kia nó giết mình bằng AK-47 Inferno thì trận sau thì mình sẽ cầm trên tay, ngay đầu trận sẽ cầm trên tay cái con súng AK-47 bị Inferno. Tương tự thì đối với nục cũng như thế. Còn cận chiến thì mình cũng chưa biết, cũng chưa bị ăn cận chiến lần nào và cũng chưa copy cận chiến lần nào bằng cái khẩu này, nên mình cũng chưa rõ nữa. Đấy, mắc đại bàng này. Đấy, ông này thì mới đi phẫu thuật thẩm mỹ, trồng thêm hai cánh, đặt tên là Bắc Đại Bàng. Hoặc là ông ấy có thể là xem nhiều phim Sơn Nhân Gao quá, cũng là một fan hâm mộ của Đại Bàng chẳng hạn. Đấy, đặt tên là Bắc Đại Bàng. Cái khẩu nục này là vũ khí chính ấy mọi người ạ. Đấy, bình thường khẩu đấy bắn cứ tầm gần là một phát là one hit one kill ấy. Hồi xưa cứ tưởng là lục, hóa ra là vũ khí chính. Đây khẩu này. Ui nó lên nào đi. Hay. Còn một thằng nữa chắc nó rào. Bom không rồi, chắc nó chạy rồi, chạy về Long A hoặc là rào rồi. Long A. Đường kia móc nhanh kịp. Trên nhà nó, chắc trên nhà nó. Bắc Đại Bàng đang bắn. Hay lắm. Rồi. Rồi để xem nào. Đấy, và bây giờ là mình cầm ngay trên tay có con AK-47 VIP Inferno này. Rồi, để dao đánh em ơi, để dao tiếp nào. Để dao nhanh nào. Kéo nó ra trước, sao lại có mỗi mình đẩy là như thế nào. Mày chết nhanh này. Một khi đã cầm AK là mày chỉ có mà đi sang Vĩnh Cói Vĩnh Hằng mà thôi. Và mỗi tội là đẩy có mỗi mình. Nên bây giờ số lượng máu là chỉ còn có 13 HP. Đấy, nếu mà anh em biết chắc chắn nó sẽ đẩy mà chỉ đi có một mình ấy, nó đi nhiều người thì tất nhiên là không nên ra. Đây là mình vừa chơi quả nguy hiểm. Ý trời, mày này, yếu, máu đỏ rồi, thằng cờ hó này. Cái bom nổ cho nó mới đau chứ. Cái bom nổ rồi. Thằng đấy chỉ cần ăn một viên thôi là nó cũng chết. Mà mình cũng thế. Làm mà nó ra không ra, không ra không. Rồi, chắc chắn là nó không ra rồi. Rồi hay lắm, 3v2. Đây là toàn bọn đại soái rồi tổng tứ lệnh các cứ. Bọn này bắn nó khôn lắm. Bắn không cẩn thận là mình chết ngay. Đang trong cái thời khắc là đi rank cấm mà, đầu mùa neo rank mà, thì toàn gặp pro thôi. Đấy, nếu mà mọi người nào mà muốn mà đi kiểu đi rank dễ ấy, mà không cần phải đua top hay gì ấy, thì cứ đợi tầm 2-3 hôm nữa neo rank cho nó khỏe. Chứ còn đi tầm bây giờ toàn pro neo rank thôi. Bây giờ em chỉ có núp đây thôi. Cái thùng này cũng vừa mới được thêm vào cái map này thông qua cái lần cập nhật vừa rồi. Rồi mình cứ đứng thủ đây thôi. Thằng nào mà lên thông đít cho luôn. Ý biết ngay mà. Vẫn chồng bóng của anh ý. Bye bye, see you again. Come on baby. Có một thằng kìa. Thế nhưng mình vừa mới nghe thấy cái gì, không biết phải đánh chân. Ui biết ngay mà, con cỏ này. Mày đấy thì chưa. Trời ơi. Đấy, mỗi khi mà mình chết thì nó sẽ hiện ra cái nút vàng vàng ở ngay chỗ giữa màn hình như kìa. Mình ấn vào thì mình sẽ copy được cái súng mà địch nó dùng để giết mình. Ôi yếu rồi anh ơi, thằng này nó yếu rồi mà.
Yếu 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 yếu. Ăn một viên đạn tao chết rồi. Nào có lên Toàn ơi. Mày bắn không trúng đâu, tao cắt chim mày. Level 135 đấy. Ác hồi xưa mà mình không bán đi thì chắc là cũng được khoảng tầm cũng level hơn 100. Ông An là ông ấy là người Việt Nam đầu tiên mà sở hữu cái ác mà đạt level 150. Người đầu tiên Việt Nam đạt tới mốc 150, level 150 ấy. Rồi. Mày này. Còn ra số đi còn ra nhờ với cả không biết phó còn An nó đứng ngay trước mặt mày đấy à? Mà thằng này nó rồi nó 50 này, vãi cái đái, thằng này sao mày ăn lắm thế? Thấy anh Toàn chưa? Thấy anh Toàn đẹp trai chưa? Anh em nào mà không có điều kiện để mà quay súng thì cứ mua cái khẩu này, thỉnh thoảng nó cũng có bán trong shop ấy, với giá là hơn 3.000 kim cương. Cứ cầm khẩu này đi mà giết người thì sau ngồi bị địch giết bằng súng ngon hơn thì mình sẽ copy lại súng của nó. Ê, rất là hay. Cái chức năng rất hay khẩu này. À, như thế bắn hệ đầm êm nữa, mỗi tội thì đam thì nó cũng không thể được như là AK47. Hoặc là khi tâm mà bắn sấy thì nó sẽ nở ra nó to. Ai không quen thì bắn khẩu này bắn 100 phát chả trúng phát nào đâu. Đấy, 100 phát thì kiểu gì cũng trúng nhưng mà trúng ít thôi. Nãy mình bị thông đít 2 phát rồi. Đồng đội đang làm gì đây? Ui ui, hầm chết này, hầm chết à? Hầm chết. Trong bê nó bắn chết xong rồi nó chui vào trong hầm thôi. Mình đang chơi con nhân vật Naura nhá. Ở phía bên công thì nó có cái bao tay rất là đẹp. Mình thì mình rất thích chơi những con nhân vật mà có bao tay đẹp đẹp như này này. Đấy, nhiều hoa văn nhìn trông nó hiện đại, nó xịn. Ui, đang định ném mù đồng đội vào. Nào, mày đang ở đâu? Come on. Chết rồi. Ông Hồ An vào rồi thì mình quay về mình nhặt bom. Bỏ mẹ đi quên không nhặt bom. Trời ơi. Anh ơi em sorry anh. Mà sao đúng đấy anh đi qua quả bom anh không nhặt luôn đi. Mày chơi. Mày này. Chết cha mày đi vào mình cũng chết luôn. Thế nó mới đau. Rồi mình sẽ copy súng của thằng này. Bây giờ là cầm khẩu AK-47 vị Inferno luôn. Đánh Nga đi. Đánh Nga nào anh em ơi. Đánh Nga cho nó nhanh. Cho bạn kia sắp mà lờ luôn. Team bên kia thì team 6k hay gì ạ? Mày ơi, come on. Mày chết với anh này. Một em đã ra đi tìm đường cứu nước. Còn mấy em ngay trên thùng xanh. Không biết là nó sửa nip hay là dùng tanh đây. Thôi mình cứ cho quả bóng khói lên. Chắc là sửa nip. Úi đây. Mày chạy đi đâu? Úi thằng này sửa nip. Tao cho mấy quả bom là mày chết ngay. Rồi, mày chỉ cần đi ra thôi là mày chết. Ấy, giờ mà có thêm quả bom nữa thì ngon nhở. Em, ui. Ui dồi, ngu người rồi, khẩu bắn lỗi quá. Trời ơi, tự nhiên sấy quá tay thì thành ra cái nòng súng yếu rồi, anh ơi, yếu rồi. Cái nòng súng nó bị vượt nên quá đầu. Thế thành ra phụ súng nó. Phí quá. Quá phí. Không sao, toàn bọn khôn mà. Nên là chuyển sang AK-47 Transformer cho nó nhanh. Kết thúc trận đấu cho nhanh nào. Rồi đồng đội đi 3 người đi B này. Xông vào luôn. Sấy luôn. Và nó cứ phải sấy đã. Bởi thế khi mà mình ở bên thủ ấy, lúc nào mình sang B mình cũng phải cho một quả bom vào trước. Đấy, để nếu mà địch mà có đẩy như mình nó phải tính ăn bom thì mình sẽ có lợi thế hơn. Ui ôi, cho tận 2 thằng đấy. Một thằng ngay hồi sinh nữa đấy. Thôi chạy. Đồng đội mình mít chết rồi. Hay lắm. Ông An móc được rồi chưa? Trời ơi, cứ giúp chỗ nào xong tự nhiên móc được 2 thằng ngon thế. Còn thằng có đổi. Còn một thằng có đổi. Mày bắn anh này. Chết luôn. Sang bán tiếp theo luôn. Rồi, lại tiếp tục cái chương trình thông đít. Nãy thì mình có bị lỗi mic cả lỗi loa nên không có mic cả loa để nói chuyện, để thông báo vị trí các kiểu cho anh em. Còn bên phía này thỉnh thoảng nó bị lỗi như thế chứ cũng không phải là do mạng hay gì đâu. Được B1 rồi. Rồi, được B1 rồi.
Đấy, thẻ đạn thì nó chuyển sang màu đỏ, thẻ đạn xong cái lại chuyển sang màu xanh. Kiểu ngụy trang ấy nhỉ. Ui cho người bên một đấy. Ui giời ơi, tí nữa thì ăn được em ấy. Tí nữa cay được không em? Mày vào đây. Đấy, một em đã ra đi rồi. Vào bên đây anh em ơi, mình cầm bom. Cầm bom thì vào đặt bom. Em còn một máu thôi. May quá mình đang mình vừa được tặng cái đặt bom ở cái bom nhanh. Đấy, giờ đặt bom khá nhanh. Trời ơi, ông này nó cũng đã chiếm chỗ rồi, đang định núp chỗ này. Rồi, núp đây cũng được. Có gì cover cho nhau. Hay lắm. Dạo này thế anh em bảo là làm clip về strip nữa. Đấy, dạo này mình tập chơi ba ngón rồi, liên toàn bắn tanh ý. Đấy, lâu lắm rồi cũng không sợ đến mấy khẩu strip. Mấy khẩu ngắm nữa mà không biết là có bắn được hay không. Đấy, để khi nào rảnh thì mình sẽ tập bắn lại thử xem. Đấy, cái sở trường của mình không phải là slip mà. Đấy, chỉ có bắn tanh thôi. Bây giờ muốn bắn tanh lại thì phải luyện chơi tầm mấy ván đấu đơn tự do thì may ra là mới có thể làm clip ổn được. Những người bắn tanh thì thỉnh thoảng người ta đổi gió người ta bắn slip. Còn những người bắn chuyên slip thì người ta lại đổi gió người ta bắn tanh. Đấy, tùy vào map rồi tùy vào đồng đội này. Đấy, chứ không phải là muốn chơi cũng không được đâu. Thấy báo có hành lang mà chả thấy cái thằng nào chạy xuống nhỉ. Rồi thôi. Thôi mình về B, mình về B mình chơi cho nói chứ. Đứng một mình hành lang cô đơn mà thông đít chết. Nãy mình có đăng mấy cái clip test vũ khí ở trong cái phiên bản test ý. Đấy là mình copy của cửa thôi. Việt Thắng Gaming thì thằng cua đấy nó cũng copy của bọn cửa. Tập trung. Em và bạn buồn không phải sợ chết thì thôi. Mày đang đâu? Mày chơi anh ạ? Chơi đi em anh. Rồi vào xong vào đập. Ôi, cứu help me. Ui mày quá chết rồi. Có thể là mình cả Việt Thắng thì hai thằng đều copy từ một thằng hay kiểu gì cũng có thể là sẽ có một số clip giống hệt nhau đấy. Mà mình nói cóp của cựa thì còn được. Ê, nhiều ông chưa suy nghĩ chưa đồng não đã bảo mình ăn cắp video của Việt Thắng như thế là không được đấy. Mà nói chung là chỉ muốn cho anh em xem trong phiên bản tới thì sẽ cập nhật những cái loại vũ khí gì, những cái súng gì. CFM này nó toàn update liên tục thôi, còn CFL thì chắc phải nói là chỉ một câu thôi là chia buồn cho các anh em. Rồi đồng đội báo hành lang còn một máu thì em cho mày quả bom. Mày ăn bom rồi xuống âm phủ. Ui rồi bay tung váy bay rất mặt ngửa này. Móc hành lang ok. Nó móc hành lang ạ. Mày vào đây come on. Mày móc hành lang này chết cha mì này. Còn một thằng nữa, thằng nữa hành lang này. Cứu anh cứu. Rồi em về bê luôn. Về B. Ông kia đang ở mid side kìa. Trời ơi, ông nào ông bật cái quả nhạc, đúng cái nhạc mà mình hay ghép vào trong cái clip highlight. Thầy lang 2, lang 2, móc nước. Mid 2. Ok. Nào, mày đang ở đâu? Hai hôm nay không chơi. Thế hôm nay... Ôi giời! Báo một máu sao ấy? Một máu thì mày chết, còn headshot nữa. Hôm nay đi làm mà hôm nay em được nghỉ rảnh thì làm clip cho anh em xem thôi. Đấy, lâu lâu không chơi thì chơi mới bắt đầu nó cũng ngao ngáo, tay nó không quen kiểu nó bị lạ tay ý. Nó bị ngượng tay ngại tay. Để mà nó mà không ngượng tay không ngại tay mà sờ mà không sờ mà vẫn có cảm giác đều đều ý thì chỉ có sờ tiền đấy, sờ gái sờ thi vất chủ xuyên màn đêm rồi. Ôi giời ơi, ăn ngay cả bom. Ui vào đi, anh đang cầm bom này, vào xuống rồi đi, còn mỗi hai thằng thôi. Hay lắm. Đấy, có quả ra nó phải như thế. Mày đang đâu, come on. Trông nhá, đánh canh bom. Canh bom bom đã được thiết lập thành công. Ở B. Cửa mít. Cửa mít à? Rồi, một thằng một đầu. Bà. Ông Nga này như là ông biết mình nghỉ mấy hôm xong rồi chơi lại những nhường như sao ấy nhở. Nhường đúng là anh em tôi cắt mày. Ôi giời mày qua tí chết nhá. Đang để giành kim cương. Sắp tới update thì sẽ cái khẩu 451 VIP trang pháo mới thì nó sẽ được thay đổi ngoại hình
rồi thay đổi cả cái khi mắc nữa. Nhìn đẹp lắm. Cứ tích kim cương. Đấy, cái quan trọng nhất đối với mình đó là thời gian để làm clip thôi. Chứ còn ngoài ra thì cũng chẳng có gì quan trọng cả. Thôi hình như mình đỡ rồi. Ông kia ông sờ đi mà mình đem cả bông ngay cái cửa B. Rồi chết tươi luôn. Nó đánh B rồi, hay đồng đội ơi. Ui, lưu ra nó chạy vào B nhanh thế. Một thằng headshot. Rồi từ nãy giờ ăn mấy pha headshot rồi đấy. Nhiều phết rồi đấy. Ôi, còn hai thằng này. Mọi người xem, bọn người nghe cái tiếng súng này rất là phê đúng không? Im lắm. Ui xời, một thằng headshot. Cái gì thế? Vừa quay mặt ra phát ăn ngay quả bom vào mồm. Nào mày vào đây đi. Vào đây để tao bắn nào, mày núp ở trong sai làm cái gì? Trời ơi. Ba cái đầu kìa. Ba pha headshot. Thì nãy giờ không biết là mấy pha headshot rồi. Con này bắn dễ headshot thì biết. Ý, này nó chết ra rồi, AK-47-mơ thì copy làm cái gì? Mình không có AK-47-mơ mà. Mà thôi. Copy luôn. Đấy, nói chung là để test cái chức năng copy khẩu súng này. Mình vừa ấn copy xong ấy. Thôi, đang định quen tay, đang định ném thêm quả khói vào ngay cửa. Đấy, mình còn ném đấy là bóp trái chim ông An luôn. Mà chả biết ông này không có chim hay không? Hành năng 4, hành năng 5. Hay, bắt đại bàng, đại bàng vô cánh rồi. Trời ơi, phải như thế. Chờ đại bàng cố cánh thôi. Rồi, cố gắng để cho địch nó cung cấp vào bụng. Mày gì? Chết cha luôn là headshot này. Khí quá, trừ 80 nhá. Một phát là chết đấy. Trừ 80, qua đây anh ạ. Hay lắm. Ok, mọi người xem clip 2 thì đừng quên like, subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều clip hay nhá. Mình sẽ cố gắng làm thật nhiều, làm clip thật đều cho anh em xem nhá. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, xin chào game.